thôi để cho nó hai ông thôi. Quý đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo cũ, và hôm nay tôi lại được mời lên đây để phát biểu, nói là đại diện cho các giáo viên cũ ở đây thì tôi cũng dám, mà nói là tôi lên đây để dạy bảo các em một lần nữa, ở đây tôi cũng càng không dám. Mà tôi chỉ xin được phát biểu với tư cách là cá nhân và những cái cảm xúc của mình trong cái ngày lễ các em tổ chức